Trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 1930, ngày 20 tháng 10 năm 2023 trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 2023, Than Nam Mẫu đã tổ chức giải bóng truyền hơi nữ phong trào nội bộ công ty. Đây là dịp để các đơn vị duy trì hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nữ công nhân viên chức lao động, tạo sân chơi lành mạnh để giao lưu, gặp gỡ và so tài giữa các cầu thủ. Tham gia giải gồm 8 đội bóng nữ, liên quân giữa các đơn vị. Các cầu thủ trong đội tuyển bóng chuyền nữ công ty được bốc thăm chia đều về các đội để thi đấu và làm huấn luyện viên dẫn dắt đội để nâng cao chất lượng của giải. Trong những ngày diễn ra giải, trên sân bóng chuyền chung cư công ty đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên các đơn vị đến cổ vũ động viên. Theo đánh giá từ ban tổ chức, chất lượng của giải đã có bước chuyển biến rõ từ kỹ thuật đến phong cách và tinh thần thi đấu. Các đội tham gia có lối đánh cũng như kỹ thuật chiến thuật tốt. Đặc biệt với màn so tài kịch tính trong trận chung kết giữa đội nữ công phân xưởng phục vụ và đội nữ công cơ quan, hai đội luôn quyết đấu với số điểm bám đuổi sát nút cùng những đường bóng kỹ thuật. Kết quả giải nhất thuộc về đội nữ công cơ quan, giải nhì thuộc về đội nữ công phân xưởng phục vụ, hay giải ba thuộc về đội nữ công nhân viên kinh tế tiếp liệu 1 và đội nữ công phân xưởng phục vụ đời sống, 4 giải khuyến khích thuộc về đội nữ công cơ giới, cơ khí, xây dựng môi trường, đội nữ công nhân viên kinh tế, tiếp liệu 2, đội nữ công phân xưởng sàng tuyển, tiêu thụ và đội nữ công phân xưởng cơ điện lò. Giải bóng chuyền hơi đã tạo được sân chơi bổ ích, là cơ hội cho nữ công nhân viên chức lao động thi đua thể hiện sở trường, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị. Giải bóng đã để lại dư âm đẹp, đó là những tiếng cười, bầu không khí vui vẻ giữa các cầu thủ, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, từ đó nâng cao tình đoàn kết, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức.